ra mắt lần đầu vào tháng 7 năm 2020, Kia Seltos chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng Việt Nam bởi thiết kế trẻ trung, tiện nghi đủ dùng và đánh đúng vào thị hiếu nhu cầu xe SUV của khách hàng. Do đó, chiếc xe này ngay lập tức trở thành ông vua phân khúc SUV đô thị và cho đến nay vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Nhận thấy sức nóng của phân khúc B SUV, Thaco quyết định mang bộ đôi sản phẩm Mazda CX-3 và Mazda CX-30 gia nhập cuộc chơi. Trong đó, Mazda CX-30 được định vị cao hơn nhờ thiết kế ấn tượng, nội thất tiện nghi và nhiều công nghệ an toàn. Vậy, mẫu xe nào đang là xe hot đáng chọn nhất hiện nay? Hãy để lại bình luận khách quan ngay dưới video này và đừng quên ấn like kèm subscribe kênh Bảo Hà Auto để chúng tôi xuất bản thêm nhiều video so sánh xe nhanh và sớm nhất. So sánh về giá bán. Trong phân khúc SUV đô thị, Mazda CX-30 2021 là mẫu xe có giá bán cao hàng đầu với hai phiên bản với giá dao động từ 839 tới 899 triệu đồng. Kia Seltos là chiếc xe hot nhất tại Việt Nam trong thời gian qua khi khách hàng luôn phải chờ đợi rất lâu mới có thể nhận xe. Do đó, thương hiệu Hàn Quốc đã tăng 10 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn Deluxe từ 699 lên 709 triệu đồng. So sánh về ngoại thất. Về tổng thể, Mazda CX-30 2021 là mẫu xe được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng của Mazda 3, mẫu xe có thiết kế đẹp nhất của thương hiệu Nhật Bản hiện nay. Trong đó, Seltos được Kia phát triển với hệ thống khung gầm và thiết kế rất mới, rất tương lai so với phần còn lại của phân khúc. Về thiết kế đầu xe. Khi chọn Mazda CX-30, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ chiếu sáng LED toàn phần với đèn pha cốt thích ứng kết hợp với cùng loạt chức năng tự động như điều chỉnh bật tắt, bổ trợ góc đánh lái khi vào cua. Là phiên bản gầm cao của Mazda 3 nên CX-30 sở hữu phần ốp cản xung quanh xe là nhựa đen, có điều kích thước khá lớn nên chưa thể hiện được sự sang trọng. Sự khác biệt mà Kia Seltos 2021 mang đến cho người tiêu dùng Việt đến từ hệ thống chiếu sáng với kiểu thiết kế mới, đèn pha và xi nhan LED tạo hình độc đáo. Riêng đèn chạy ban ngày lại ăn sâu vào lưới tản nhiệt hình mũi hổ quen thuộc, nhưng vân lưới được sơn đen để gia tăng tính thể thao cho chiếc SUV này. Về thiết kế thân xe. Nhìn ngang phần thân xe, nét điệu đà mềm mại của Mazda 3 hiện rõ trên Mazda CX-30. Sự khác biệt sẽ đến từ bộ mâm kích thước 18 inch dạng cánh hoa cùng vòm bánh xe ốp nhựa to bản. Gương chiếu hậu của Mazda CX-3 nhiều tính năng nhất trong phân khúc gồm chỉnh điện, gập tự động, chống chói tự động và nhớ vị trí. Bên phía đối diện, trần xe và gương chiếu hậu sơn đen chính là điểm nổi bật của Kia Seltos 2021 để tạo sự thể thao. Bộ mâm của mẫu xe Hàn Quốc dạng chữ Y 5 chấu kép với kích thước nhỏ hơn đối thủ chỉ 17 inch. Gương xe có tính năng chỉnh gập điện kết hợp xi nhan tiêu chuẩn. Về thiết kế đuôi xe. Ở phần đuôi là SUV nên dáng vẻ của Mazda CX-30 cao ráo hơn mẫu xe nguyên bản. Tuy nhiên, phong cách thiết kế lại không khác biệt nhiều như cụm đèn hậu sử dụng bóng LED dạng elip, phần trụ D và kính chắn gió hạ thấp giống thiết kế xe coupe và ống xả hai bên cân đối là những gì CX-30 gây ấn tượng với người dùng. Nhiều người đã bị Kia Seltos thuyết phục khi chiêm ngưỡng tổng thể nội thất và đặc biệt phần đuôi xe góc cạnh. Theo đó, cụm đèn hậu của Kia Seltos sở hữu các dải LED được tạo hình thanh mảnh, mang đến sự hiện đại và nối liền bởi dải chrome to bản, giúp tổng thể phần hậu của xe liền lạc hơn. Cản sau Kia Seltos 2021 có thiết kế khí động học với những đường chia gió, ốp cản sau tích hợp ống xả giả, mang đến vẻ cân đối. Nếu ở khu vực này, nhà sản xuất trang bị ống xả thật cho Seltos, có lẽ sẽ ghi điểm nhiều hơn với người dùng. So sánh về nội thất. Nếu ngoại thất, những dấu ấn của một chiếc SUV được CX-30 thể hiện, thì khoang nội thất của mẫu xe này gần như giống hoàn toàn Mazda 3 về mặt thiết kế. Thương hiệu Mazda đang dần cho ra đời những chiếc xe tiệm cận xe sang, nên CX-30 được sử dụng nhiều vật liệu da để gia tăng tính hiện đại. Trung tâm bảng Tablo là màn hình kích thước 8 inch hỗ trợ người dùng kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Cụm điều hòa tự động hai vùng độc lập được đặt gọn gàng bên dưới giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Với Kia Seltos, mẫu SUV này có giá bán mềm hơn khá nhiều nên khoang lái chủ yếu là nhựa cứng. Tuy nhiên, với phong cách thiết kế mới, nội thất của Seltos không mang đến cảm giác bình dân, ngược lại còn hiện đại và trẻ trung. Màn hình giải trí trung tâm nối liền với đồng hồ sau lái là sự khác biệt của chiếc xe này. Đồng thời, phiên bản cao cấp của Seltos là Premium cũng sở hữu hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tương tự CX-30. Khi Mazda CX-30 vẫn dùng vô lăng 3 chấu bọc da của Mazda 3, thì Seltos đã là chiếc xe được trang bị vô lăng dạng đề cắt, mang đến sự thể thao trẻ trung cho người dùng.
Ở phía sau, cả CX30 đều có cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn kết hợp đồng hồ vòng tua dạng cơ truyền thống. Theo trải nghiệm của chúng tôi, không gian ghế ngồi của Mazda CX-30 và Kia Seltos khá tương đương nhau. Nói về độ thoải mái, rõ ràng xe SUV ở phân khúc dạng B sẽ khó lòng đáp ứng được điều đó, nhưng với đại đa số người Việt, không gian trên hai mẫu xe này đủ dùng. Ghế ngồi bọc da, chỉnh điện ghế lái sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên cả CX-30 và Seltos phiên bản cao cấp nhất. So sánh về trang bị an toàn. Về an toàn, rõ ràng Mazda CX-30 2021 đang vượt trội hoàn toàn so với đối thủ nhờ gói an toàn cao cấp Eye Active Sensor với loạt công nghệ cao cấp gồm tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS, hệ thống đèn chiếu gần xa tự động HBC, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo rạch làn đường LDWS, nhận diện người đi bộ, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS, hệ thống kiểm soát hành trình thích hợp Carada MRCC. Kia Seltos Premium 2021 sẽ cung cấp cho người dùng những tính năng an toàn cơ bản, bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến camera lùi, 6 túi khí an toàn. So sánh về trang bị tiện nghi. Hệ thống giải trí của Mazda CX-30 2021 sẽ xoay quanh màn hình có kích thước 8,8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto, với đầu ra là dàn âm thanh 8 loa cho cả hai phiên bản. Bên cạnh đó, Mazda CX-30 2021 còn hàng loạt những trang bị tiện nghi đáng giá bao gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, nhớ ghế hai vị trí, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cửa sổ trời bản Premium, nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chống chói tự động bản Premium, màn hình hiển thị thông minh, thông tin trên kính lái HUD. Nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc trang bị cho Kia Seltos hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, bên cạnh đó là dàn âm thanh 6 loa. So sánh về động cơ, vận hành. Động cơ của Mazda CX-30 2021 là máy xăng Skyactiv-G i4 2.0 lít cho công suất tối đa 153 mã lực và mô men xoắn 200 Nm. Cỗ máy trên kết nối với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cũng giống với nhiều mẫu đệ xe khác của Mazda, CX-30 được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus, chủ động tăng cường ổn định thân xe khi đánh lái hay vào cua ở tốc độ cao. Kia Seltos 2021 hiện đang bán ở Việt Nam có duy nhất động cơ phun xăng trực tiếp tăng áp i4 1.4 lít TGDI thế hệ mới, tạo ra công suất 138 mã lực, mô men xoắn 242 Nm, sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DCT và hệ dẫn động cầu trước. Tổng quát chung. Qua video này, hy vọng các bác có cái nhìn khách quan nhất về những ưu nhược điểm của hai mẫu xe ô tô anh em do Thaco phân phối tại thị trường Việt Nam. Với Kia Seltos, mẫu SUV này chiếm ưu thế với phong cách trẻ trung xuyên suốt từ ngoại hình đến không gian nội thất của xe. Chưa dừng lại ở đó, xe có mức giá bán hợp lý hơn và sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua xe của nhiều người Việt. Nhược điểm của mẫu SUV Hàn Quốc này đến từ việc vẫn còn quá ít công nghệ an toàn. Riêng Mazda CX-3 2021, nhà phân phối định vị cao hơn nhờ những trang bị an toàn cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay. Cùng với đó, khách hàng sẽ phải bỏ ra thêm 180 triệu đồng để sở hữu Mazda CX-30 Premium so với Kia Seltos Premium. Vậy, để lựa chọn mẫu xe nào hot trong thời điểm hiện tại vẫn là câu hỏi lớn và cần thời gian để trải nghiệm. Hãy để lại bình luận khách quan về hai mẫu xe này ngay dưới video so sánh xe và đừng quên ấn like kèm subscribe kênh Bảo Hà Auto để ủng hộ chúng tôi xuất bản thêm nhiều video so sánh xe nhanh và sớm nhất. Xem thêm phụ kiện tiện ích cho xe ô tô tại website bahaauto.vn hoặc ghé trực tiếp qua showroom Lô 9 BT1, Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.